giá trị chân thành, mộc mạc nhất tới cho khách hàng, để khi mà khách hàng nhận được sản phẩm cũng chính là nhận được cái giá trị mà họ đã được. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ở ngày hôm nay rất vinh dự cho Ngọc Gia Ban được tiếp đón anh Hùng, quê ở Yên Mỹ. Anh cũng có công việc để tới cơ sở số 3 của Ngọc Gia Ban ở thành phố Hưng Yên để anh có thể là xem qua những cái mẫu sản phẩm nội địa Nhật Bản. Theo như chia sẻ của anh thì anh cũng theo dõi Ngọc Gia Ban khá là lâu về những cái chiếc ghế, và bên cạnh đó thì ngày hôm nay khi mà anh tới cơ sở số 3 thì anh muốn là được tư vấn thêm về cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm, một trong những cái thiết bị rất là ý nghĩa. Nó chảy đâu, nó chảy thì nó sẽ qua áp lực của nước. Nhà mình thường là những cái mẫu này mình sẽ phải sử dụng bằng nước máy. Thì khi mà cái nước máy mình để trên cao thì cái áp lực nó chảy nó càng mạnh. Thì khi mà nó qua, nó lọc qua ba cái quả lọc thô này rồi, nó hết các cái vi khuẩn rồi là đường bẩn ở trong cái đường ống của mình ấy. Khi mà mình đi lâu ngày nó không vệ sinh được là nó sẽ vẫn có bẩn. Thì qua ba quả lọc thô này, hai quả lọc giấy và một quả lọc than bằng nhựa. Và vừa rồi thì nhân viên của Ngọc Gia Ban, bạn ấy đã tư vấn cũng như là chia sẻ cho anh Hùng và người thân của anh về những cái tính năng và những cái nội dung chi tiết của một cái chiếc máy lọc nước tạo kiềm, và cái ý nghĩa cũng như là cái công dụng của nó đem lại cho sức khỏe cơ thể con người chúng ta. Là một người lãnh đạo cũng như là một người kinh doanh thì khi mà Ngọc Gia Ban tư vấn cho khách hàng thì không chỉ là cái việc chúng ta bán một sản phẩm, mà chúng ta còn cần phải đặt cái tâm của chúng ta để trao những cái giá trị chân thành, mộc mạc nhất tới cho khách hàng, để khi mà khách hàng nhận được sản phẩm cũng chính là nhận được cái giá trị mà họ đã được Ngọc Gia Ban tư vấn cũng như là chia sẻ. Và không chỉ là quá trình tư vấn, bên cạnh đó còn chính là cái quá trình mà Ngọc Gia Ban giao hàng và lắp đặt, hướng dẫn cho khách hàng thật là chi tiết. Và sau cái quá trình giao hàng, một cái quá trình quan trọng hơn về sau đó chính là cái quá trình chăm sóc khách hàng, để khách hàng cảm thấy luôn được quan tâm, luôn được đồng hành và ủng hộ. Thì khi đó khách hàng cũng sẽ hướng lại Ngọc Gia Ban những cái giá trị tốt đẹp hơn, đó chính là luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng tới Ngọc Gia Ban để có thể là đi tiếp những chặng đường phía sau. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những cái sản phẩm nội địa Nhật Bản, hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555. Ngọc Gia Ban sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bạn để có thể tham khảo.